nữ sinh trường y chỉ cách triệt sạch sành xanh lông tay chân và mụn lưng nhờ bột đậu đỏ và sữa tươi. Thông tin nhân vật: họ tên Bùi Thị Ánh Nguyệt, sinh năm 1994, hiện đang là sinh viên năm cuối, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, chuyên ngành răng hàm mặt, sinh sống tại Hải Phòng. Không chỉ giúp tẩy da chết và làm trắng da hiệu quả, nàng sinh viên y dược còn cho biết nếu chăm chỉ tắm hàng ngày, bằng hỗn hợp này còn giúp cô xóa sạch mụn lưng. Lạm dụng oách sinh khiến viêm lộ chân lông, lông mọc ngược xấu xí. Oách sinh tẩy lông là phương pháp làm đẹp được nhiều người áp dụng, đặc biệt là vào mùa hè, để họ có thể diện được những bộ cánh mát mẻ. Ánh Nguyệt cũng vậy. Cô biết đến và sử dụng phương pháp oách sinh được hơn một năm nay và thường áp dụng cho vùng da ở hai tay. Tuy nhiên vì quá lạm dụng oách sinh nhiều lần nên cô nàng bị viêm lộ chân lông, lông mọc ngược rất xấu xí và nguy hiểm. Ánh Nguyệt cho biết, sau khi oách thì thường từ 4 đến 5 ngày là lông bắt đầu mọc lại nên buộc phải làm thường xuyên. Mình đã sử dụng qua nhiều loại sáp oách sinh, sáp nóng, giấy oách sinh bán sẵn để triệt tiêu lũ lông đáng ghét. Tuy nhiên cũng chính vì điều này mà vùng da tay của mình gặp phải tình trạng lộ chân lông có nổi mụn đỏ, không có cảm giác ngứa hay đau gì cả. Sợ thì nó sần sần lên. Lại thêm, lông mọc bên trong không nhú ra được. Mình phải dùng tay cậy các nốt đó để lông mọc lên. Mình mất tự tin luôn. Vì là ở tay nên không dám mặc áo ngắn tay hay váy vùng gì. Khi lên mạng tìm hiểu, Ánh Nguyệt mới biết là mình bị viêm lộ chân lông do oách sinh. Được mọi người chia sẻ, phải tẩy da chết sau oách sinh mới không bị viêm. Cô nàng đã thử áp dụng ngay, mong muốn cải thiện làn da. Từng sử dụng các loại bột thiên nhiên để tắm hàng ngày. Ánh Nguyệt nhận thấy ngoài làm sạch, làm trắng da, các nguyên liệu này còn có tác dụng tẩy da chết rất hiệu quả. Nên sau khi tẩy lông, cô đã thử dùng hỗn hợp bột thiên nhiên để khắc phục tình trạng xấu do oách sinh gây nên. Và kết quả khiến cô thật sự bất ngờ. Cách oách sinh không lo lông mọc ngược hay viêm nhiễm. Các bước thực hiện: oách lông như bình thường. Sau khi oách sinh, bôi một chút nước hoa hồng để làm dịu da, hết sưng đỏ và làm sạch. Sau hôm oách sinh, tẩy da chết đều đặn cách ngày một lần, bằng bột đậu đỏ pha với sữa tươi không đường hoặc bột cám gạo cà phê. Trong thời gian sau khi oách sinh, dùng kem dưỡng cho thể để không gây bí da. Để phá chế hỗn hợp tẩy da chết tự nhiên này, bạn chỉ cần chuẩn bị một lượng vừa đủ bột đậu đỏ và sữa tươi không đường cho vùng da vừa tẩy lông. Sau đó trộn đều với nhau sao cho thật nhuyễn mịn. Thoa đều lên da và massage nhẹ nhàng trong 15 phút. Cuối cùng rửa lại bằng nước ấm. Các tế bào chết sẽ được lấy đi, trả lại cho bạn làn da sáng mịn, không mẩn đỏ. Mỗi lần oách sinh tẩy lông xong, Ánh Nguyệt đều thực hiện các bước như vậy và không còn thấy tình trạng viêm lộ chân lông hay lông mọc ngược trở lại nữa. Không chỉ giúp tẩy da chết và làm trắng da hiệu quả, nàng sinh viên y dược còn cho biết nếu chăm chỉ tắm hàng ngày, bằng hỗn hợp này còn giúp cô xóa sạch mụn lưng, triệt tiêu sạch sành xanh mụn lưng chỉ nhờ bột đậu đỏ và sữa tươi. Thấy được công dụng tuyệt vời của nguyên liệu thiên này, Ánh Nguyệt đã tự tay mua đậu đỏ về rửa sạch, phơi và xay ra để dùng dần. Cô lưu ý là chỉ phơi khô giòn chứ không rang lên, để khi xay ra sẽ lấy trọn được các dưỡng chất có trong hạt đậu. Ánh Nguyệt chia sẻ vì da cô thuộc loại da dầu hay da mồ hôi vào mùa hè nên bị mụn lưng. Tuy nhiên tắm bằng hỗn hợp bột này cô thấy mụn giảm hẳn, da lại trắng bật tấu, rất tuyệt vời. Để trị mụn lưng nhanh và hiệu quả, nên dùng hỗn hợp này tắm thường xuyên, tuần 3 lần để đạt kết quả như ý. Cùng ngắm nhìn làn da đẹp mịn màng, không mụn lưng hay viêm lộ chân lông của Nguyệt nhé.